cây tầm bóp mộc hoang ở ruộng, bờ ruộng và hàng rào. Toàn cây có vị đắng, tính mát, không độc, cây ra hoa kết quả quanh năm. Bộ phận sử dụng làm thuốc là toàn cây. Cây tầm bóp thường dùng trong các trường hợp cảm sốt, yết hầu, sưng đau, ho nhiều đờm, phiền nhiệt nôn nấc. Lấy từ 20 đến 40 gram cây lá khô sắc uống. Quả tầm bóp ăn được và dùng trị đờm nhiệt sinh ho, thủy thủng. Rễ cây tươi nấu với tim lợn và chu sa ăn hỗ trợ trị chứng đái tháo đường. Dùng cây tầm bóp tươi trị bệnh ngoài da, trị nhọt vú. Đinh độc dùng 40 đến 80 gram cây tươi giã vắt lấy nước cốt uống, bã thì dùng đắp hoặc nấu nước để rửa. Cây tươi nấu nước tắm cho trẻ em để trị rôm sảy khá hiệu quả, là cây tầm bóp rất tốt cho dạ dày. Do đó ngoài việc dùng tầm bóp làm thuốc chữa bệnh, người ta còn dùng thứ cây này như một vị rau ăn hàng ngày. Rau tầm bóp ăn hơi đắng nhưng thanh mát dễ ăn. Lẩu rau tầm bóp cũng là một món ngon. Lạ, chúng ta nên thưởng thức rau tầm bóp, có thể chế biến thành nhiều món ăn và đều mang đến hương vị rất lạ, hơi đắng nhưng thanh và mát. Tầm bóp luộc, nấu, xào với thịt đều rất hấp dẫn. Trong các bữa tiệc chung vui gia đình, bạn bè, tầm bóp cũng xuất hiện cùng với món lẩu. Tầm bóp không chỉ sạch mà còn rất tốt cho sức khỏe. Vì tính mát của rau nên rau có hiệu quả rất tốt cho việc chữa trị các bệnh dạ dày, giải nhiệt và trị mụn nhọt. Giá trị nhất của cây tầm bóp là quả tầm bóp, quả có hình tròn nhỏ như quả cà. Bên ngoài được bao bọc một lớp vỏ bọc mỏng, giống hình lồng đèn nên ở một vài nơi, tầm bóp còn được gọi là cây đèn lồng hay thù lưu cạnh kho bóp quả tầm bóp. Vỏ bọc của quả bị thủng sẽ phát ra tiếng bóp nghe rất vui tai. Khi chín quả sẽ có màu đỏ rất đẹp, vị hơi chua, có thể chế biến làm mứt, thậm chí làm thuốc chữa bệnh. Những quả tầm bóp này có tác dụng rất tốt trong việc giải nhiệt, chữa các bệnh về thận, bài tiết, chữa ho, tiêu đờm. Tất cả các bộ phận của cây tầm bóp đều có thể sử dụng được. Rễ cây tầm bóp là một dược liệu dùng để chữa trị bệnh đái tháo đường, bệnh phổ biến ở Việt Nam. Ngoài ra, vì hình thù của quả tầm bóp rất đẹp, màu sắc lại hấp dẫn nên cây còn có thể làm cây cảnh để trong nhà để tôn lên vẻ đẹp của căn phòng và làm tươi mới môi trường sống. Đem lại cho bạn cảm giác phấn khích để bắt đầu một ngày mới tràn đầy sinh lực. Dân gian Việt Nam đã sử dụng rau tầm bóp từ rất lâu và ở các vùng quê không ai không biết đến rau tầm bóp. Trước đây khi kinh tế còn gặp nhiều khó khăn vào những thời kỳ giáp hạt, rau tầm bóp được sử dụng như một loại rau cứu đói. Tầm bóp thuộc họ cà, loài cây này có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới châu Mỹ. Sau trở thành liên nhiệt đới, cây mọc hoang khắp nơi, ở trên các bờ ruộng, bãi cỏ, đất hoang hay ven đường làng quê. Ngoài ra còn mọc ở ven rừng từ vùng thấp đến vùng có độ cao 1.500m so với mặt nước biển. Những tác dụng của cây rau tầm bóp thuốc hay từ cây rau tầm bóp trị đinh độc, nhọt vú. Giã vắt lấy cốt uống 40 đến 80 gram cây tầm bóp tươi, phần bã còn lại có thể đắp lên nơi sưng hay nấu nước để rửa, cùng có thể trị đinh nhọt bằng cách giã quả tầm bóp rồi đắp lên nơi sưng một lần một ngày. Trị cảm, ho nhiều đờm, nôn, nấc, yết hầu, sưng, sắc 20 đến 40 gram tầm bóp khô lấy nước uống, một thang một ngày, chia 2 đến 3 lần, trị tiểu đường, một quả tim lợn, chu sa 1 gram, tầm bóp 30 đến 40 gram. Nấu như ăn cả nước và cái, ăn 5 đến 7 lần, cứ cách 1 ngày ăn 1 lần, trị thủy thủng, tầm bóp 40 đến 60 gram sắc nước uống rải rác trong ngày, trị ho do đờm nhiệt.
dùng 30 đến 40 gram tầm bóp sắc nước uống nhiều lần trong ngày. Toàn cây tầm bóp có vị đắng nhẹ, tính mát, không độc. Cây tầm bóp có tác dụng thanh nhiệt lợi thấp, khư đàm chỉ khái, nhuyễn kiên tán kết. Quả có vị chua, tính bình, có tác dụng thanh nhiệt lợi tiểu, tiêu đờm. Ở một số nước, ví dụ ở Ấn Độ, toàn cây được sử dụng làm thuốc lợi tiểu, lá được dùng trị các rối loạn của dạ dày. Dân gian Việt Nam đã sử dụng rau tầm bóp từ rất lâu và ở các vùng quê không ai không biết đến rau tầm bóp. Trước đây khi kinh tế còn gặp nhiều khó khăn vào những thời kỳ giáp hạt, rau tầm bóp được sử dụng như một loại rau cứu đói. Do những đặc tính như vậy nên hiện nay rất nhiều người sử dụng rau tầm bóp, đặc biệt là người dân ở những thành phố lớn, và họ coi đây là một loại rau sạch vì hiện nay nó vẫn mọc hoàn toàn hoang dại và đặc tính dinh dưỡng và chữa bệnh của nó. Rau tầm bóp có thể chế biến thành nhiều món ăn như nấu canh, luộc, xào. Rau tầm bóp hiện nay đang được phối hợp với dự án rau bản địa của Bắc Hà Lào Cai đưa vào chương trình sản xuất để cung cấp cho nhu cầu của người dân Hà Thành. Bộ phận dùng toàn cây tính vị. Tác dụng toàn cây có vị đắng, tính mát, không độc, có tác dụng thanh nhiệt lợi thấp, khư đàm chỉ khái, nhuyễn kiên tán kết. Quả có vị chua, tính bình, có tác dụng thanh nhiệt lợi tiểu, tiêu đờm. Công dụng chỉ định và phối hợp, thường dùng trị cảm sốt, yết hầu, sưng đau, ho nhiều đờm, phiền nhiệt nôn nấc. Dùng 20 đến 40 gram khô sắc uống, dùng ngoài trị nhọt vú, đinh độc. Dùng 40 đến 80 gram cây tươi giã vắt lấy nước cốt uống, bã thì dùng đắp hoặc nấu nước rửa. Quả tầm bóp ăn được và dùng chữa đờm nhiệt sinh ho, thủy thủng và đắp ngoài chữa đinh sang. Dễ tươi nấu với tim lợn, chu sa dùng ăn chữa được chứng đái đường. Ở Ấn Độ, toàn cây được sử dụng làm thuốc lợi tiểu, lá được dùng trị các rối loạn của dạ dày. Cách làm món rau tầm bóp: xào thịt, thái thịt thành lát mỏng, ướp với gia vị trong khoảng 15 cho ngấm, băm nhuyễn tỏi, trong chảo dầu nóng, bạn phi thơm tỏi rồi cho thịt heo vào xào. Khi thịt đã gần chín thì cho rau vào xào chung nhé. Bạn nêm lại gia vị cho vừa ăn, rồi khi rau chín thì tắt bếp. Tầm bóp là loại cây thảo mọc hoang quanh năm, phân nhiều cành, thân cây có gốc, thường rủ xuống, lá mọc so le, hình bầu dục, chia thùy hay không, dài 30 đến 35 mm, rộng 20 đến 40 mm, cuống lá dài từ 15 đến 30 mm, hoa mọc đơn độc có cuống mảnh, dài khoảng 1 cm, đài hình chuông, có lông, chia ra từ phía giữa thành năm thùy, tràng hoa màu vàng tươi hay màu trắng nhạt, có khi điểm những chấm màu tím ở gốc. Chia năm thùy, quả mọng tròn, nhẵn, lúc non màu xanh, khi chín màu đỏ. Có đài cùng lớn với quả, dài 3 đến 4 cm, rộng 2 cm, bao trùm lên ở ngoài như cái túi, hạt nhiều hình thận, khi bóp quả vỡ phát ra tiếng bột, cây ra hoa kết quả quanh năm. Bộ phận sử dụng làm thuốc là toàn cây. Đông y cho rằng tầm bóp là loại thân thảo có vị đắng, tính mát, không độc, quả có vị chua, tính bình, có tác dụng thanh nhiệt lợi tiểu, tiêu đờm. Tầm bóp có thể sử dụng đắp ngoài để trị nhọt, đinh độc. Lấy cây tầm bóp tươi tắm cho trẻ trị rôm sởi hiệu quả. Ngoài ra tầm bóp có thể sử dụng như thuốc chữa các bệnh viêm họng, đau yết hầu, bệnh tiểu đường và ung thư tử cung, họng, phổi, đại tràng. Công dụng và cách dùng: lá cây tầm bóp rất tốt cho dạ dày, vì thế người ta hay dùng cây này như một vị rau ăn hàng ngày. Rau tầm bóp ăn hơi đắng nhưng thanh mát dễ ăn. Quả tầm bóp ăn được và dùng chữa và phòng ngừa các bệnh về đường tiết niệu và viêm thận như sỏi thận, sỏi bàng quang, và chữa bệnh gút rất tốt.
Dễ cây tươi chữa bệnh tiểu đường, trị nhọt vú, đinh độc dùng trị viêm họng, khan tiếng, ho khan, ho có đờm đặc, trị tiểu ít, ban đỏ, thủy đậu, trái dạ, bệnh tay chân miệng. Cúm gia cầm trị tiểu đường, đó là một số công dụng rất tốt của rau tầm bóp. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.